Tôm mình mua về thì mình rửa cho sạch muối để ráo rồi mới sơ chế nhé. Mình có 500 g tôm này, mà một trái ớt sừng, tỏi băm này, hành lá mình sắc nhuyễn rồi. Tôm mình rửa sạch rồi, mình để ráo rồi thì bây giờ mình cắt bỏ chân tôm nhé. Bây giờ mình cắt bỏ chân tôm này. Mình cắt từ trên xuống dưới cho nó sạch. Đầu tôm thì mình cũng cắt cái phần nhọn này đi nhé. Mình lấy cái bao tử của nó ra này. Mình không cắt bỏ là mình không cắt cái phần đầu, mà bây giờ mình cắt cái phần bình của nó này. Mình lấy con dao mình cứa nó hơi sâu sâu xuống một chút. Có cái chỉ tôm thì mình lấy ra luôn này. Tôm mình cắt xong thì mình không cần rửa lại nữa. Rửa mà không khô á, chiên nó văng dầu dữ lắm. Bây giờ mình ướp gia vị này, 1/2 cà phê muối, một chút tiêu, mình trộn lên này. Mình cho 1 thìa bột năng vào nhé. Bột năng mình cho vào nó sẽ thấm vào, và cái khi chiên lên nó sẽ không bị văng dầu. Mình trộn xong rồi để cho 10-15 phút cho nó ngấm gia vị. Mình đi mình làm công đoạn khác. Mình cho 250 g dầu ăn vào trong chảo này. Nửa trung bình thôi. Mình cho cái đũa vào, mình thấy sôi nhẹ nhẹ này. Mình cho tỏi vào. Mình khuấy nó lên. Mình đảo lên này. Nó thường hay cháy ở cái mé ngoài này. Như này là được rồi, mình tắt bếp này. Như thế này là mình đổ ra được rồi nhé. Thì cái mức độ đừng có sợ trắng. Chút nữa mà cái dầu nóng là nó cũng sẽ vàng thêm một chút nữa rồi. Mình vẫn lấy cái dầu vừa nãy phi tỏi mình cho vào. Mình bật lửa thật lớn lên, mình chiên cho nhanh. Dầu phải thật sôi. Dầu nó phải thật sôi như này nhé. Mình chiên trong 2 phút thôi. Chiên được 2 phút rồi mình vớt ra. Mình để vặn lửa nhỏ bớt bớt lại. Có cái bột năng vào ấy, là nó không bị văng dầu này. Mà ít văng dầu hơn. Mình cho bơ vào. Hành lá này. Ớt này. Cho 1/4 bột nêm gà vào. 1/4 đường. Chút tiêu này. Mình cho tỏi vừa vào này. Mình xào cho nó thơm đi nhé. Thơm rồi, bây giờ mình xúc một chút xíu ra để chút mình trang trí lên trên. Bây giờ mình cho tôm vào. Trộn đều đi. Tỏi vừa mình phi mình cho vào nhé.
bỏ ra. Cho thịt bò ra. Hai chị em ơi ăn cơm. Mẹ bắp tôm con ăn nhá. Tôm này. Ăn thử đi. Con ăn đi xem tôm này nó khác tôm mỗi hôm không? Mời ba mẹ ăn cơm. Dạ mời hai chị em ăn cơm. Rồi. Làm mình thơm á, tao mình làm cho thơm. Phi hành với lại đâu? Bơ với cái gì? Bơ với gì? Tỏi. Đúng rồi, tỏi. Bơ với tỏi. Cá thăng lăng, cành cá thăng lăng, bò xào. Khoan, để nó thụt nha. Khoan đi. Không ăn gì? Không ăn cái gì? Mà ăn này chứ sao mà nó ăn con lại cứ quên rồi. Sao con lại cứ quên hả? Quên gì? Mẹ cứ gắp cho con rồi, rồi sao con cứ ăn xong rồi lấy cái khác vô. Ngon mà đúng không? Thôi cho này. À, tùy hả? Ngon lắm, em ăn thử chỉ một miếng thôi. Cô ăn rồi đó, ăn tay. Ừ, ngon. Sao lát làm bánh của bọn giọt vậy? Vâng hả? Mua cả cái đánh liền. Ngon quẹt. Em không ăn ba làm gì vậy? Nó nem của em á. Nó nem tầng trên á. Em tỏi của em á. Tại không biết viết á. Cái tỏi ngon quá. Ăn vô, ăn lá đi. Ừ. Tỏi gì? Cái này tỏi mẹ phi nên mẹ mới cho mẹ mới làm cái này nó thơm. Cái này ai lấy ra vậy? Mẹ lấy. Thử một miếng em chưa trộn vô một miếng luôn. Con cắn thử. Con cắn một mẹ miếng. Mẹ lấy hai cục luôn á. Ờ con đây cắn một miếng nào. Con bẻ ra. Cắn đi. Cái này là một miếng của một con của nó mà. Cái này một con của nó mẹ rạch ra đấy chứ để cho nó ngấm cái gia vị á. Hiểu không? Cho nó ngấm cái gia vị của nó đấy.
ngon không? Ngon, ngon. Cái này cháy tỏi mà mẹ làm. Ủa mẹ ơi, sao mẹ làm được ra hình trái tim vậy? Mẹ cắt xéo đi, xong rồi mẹ xếp. Mẹ xếp quay ngược lại, nó sẽ ra hình trái tim. Không làm mẹ xuống trước. Mẹ cắt xéo này, xong bắt đầu mẹ quay hai cái ngược lại với nhau. Hiểu không? Ừ. Ví dụ nó như thế này đúng không? Biến nó như thế này đúng không? Mẹ cắt xéo này xong bắt đầu mẹ quay ngược lại này. Nó sẽ thành. Đúng không? Thi chưa con? Thế thì cái gì đi học được? Đi học mai thi à? Học chưa? Tờ giấy thì